mến chào các bạn các bạn đang theo dõi chương trình tiếng việt online vào tối thứ năm hàng tuần các bạn thân mến hôm nay chúng ta tìm hiểu về phương pháp suy tư phương pháp suy tư giúp chúng ta khai triển một ý chính ra các ý phụ hoặc dùng ý chính để xây dựng một đoạn văn hoặc một bài văn nói cách khác nếu có một ý tưởng nào đó chúng ta sẽ dựa vào các phương pháp suy tư để viết ra một đoạn văn hoặc một bài văn có hai loại suy tư thứ nhất suy tư nhờ quan sát thứ hai suy tư do liên tưởng hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu về phương pháp suy tư nhờ quan sát mà thôi Phương pháp suy tư nhờ quan sát nghĩa là quan sát các sự việc trong thiên nhiên. Chúng ta thấy mọi việc xảy ra theo một chiều hướng rất trật tự, từ trước đến sau, từ gần ra xa, từ hẹp đến rộng. Các định luật của sự vật thiên nhiên cũng là định luật tư tưởng trong tâm trí của chúng ta. Bắt trước những hiện tượng thiên nhiên đấy chúng ta có thể suy tư bằng ba cách thứ nhất suy tư quan sát nhân quả thứ hai suy tư quan sát bành trưởng và thứ ba suy tư quan sát lũy tiến trước hết chúng ta tìm hiểu về suy tư quan sát nhân quả Suy tư quan sát nhân quả là suy tư một vấn đề dưới ba khía cạnh nguyên nhân hiện tượng và kết quả ví dụ chủ đề là lòng nhân ái chúng ta có một đoạn viết theo suy tư nhân quả như sau nguyên nhân lòng nhân ái phát sinh từ những tâm hồn vị tha quảng đại hiện trạng. Lòng nhân ái khiến ta quên mình và chỉ mong cho người khác được hạnh phúc. Người có lòng nhân ái sẽ quý mến, cảm thông và sẵn sàng chia sẻ với người khác. Họ dễ dàng tha thứ những lỗi lầm của anh em, ngay cả sự gian ác của kẻ thù. Kết quả, lòng nhân ái đem lại cho tâm hồn sự bình an vui tươi và hạnh phúc. Đoạn văn trên đây mở đầu đoạn nói về nguyên nhân của lòng nhân ái, đó là lòng nhân ái phát sinh từ những tâm hồn bị tha quảng đạo. Tiếp theo nói về hiện tượng của lòng nhân ái, lòng nhân ái khiến ta quên mình và chỉ mong cho người khác được hạnh phúc. Người có lòng nhân ái sẽ quý mến, cảm thông và sẵn sàng chia sẻ với người khác. Họ dễ dàng tha thứ những lỗi lầm của anh em, ngay cả sự gian ác của kẻ thù. Cuối cùng, nói về kết quả của lòng nhân ái. Lòng nhân ái đem lại cho tâm hồn sự bình an, vui tươi và hạnh phúc. Thứ hai, chúng ta tìm hiểu về suy tư quan sát bành trướng suy tư quan sát bành trướng là suy tư từ phạm vi hẹp sang phạm vi rộng hoặc từ gần ra xa thứ tự thông thường được áp dụng là từ cá nhân đến gia đình đến quốc gia và nhân loại ví dụ chúng ta có chủ đề là sống có mục đích trước nhất là ý chính làm người phải sống có lý tưởng nghĩa là theo đuổi một mục đích cao cả từ đó chúng ta có các ý phụ sau vì thế ta phải đem hết tài ba và nghị lực ra để thực hiện mục đích ấy các vĩ nhân trên thế giới đều sống theo một lý tưởng như vậy người vì gia đình kẻ vì dân tộc người khác vì cộng đồng nhân loại tất cả đều quên mình để mưu ích cho tha nhân tiểu kết đó là những con người có mục đích cao cả đoàn văn trên đây suy tư theo phương pháp quan sát bành trướng là suy tư từ phạm vi hẹp sang phạm vi rộng từ gia đình đến dân tộc và nhân loại thứ ba chúng ta tìm hiểu về suy tư quan sát lũy tiến. Suy tư quan sát lũy tiến là suy tư một vấn đề từ thấp đến cao. Các thứ tự thông thường là từ vật chất lên tinh thần và cao hứa đạo đức. Hoặc là từ khoáng vật, thực vật đến động vật. Ví dụ một chúng ta có chủ đề là đời dân hiến. Ý chính là muốn bước theo thầy Giêsu, người tu sĩ cần phải làm gì? Ý phụ, trước hết ta phải rèn luyện để có được sức khỏe thể chất, một trí khôn minh mẫn trong một thể xác tráng kiện. Thứ đến, ta cần tích cực học tập mở mang kiến thức về khoa kinh thánh và xã hội cuối cùng ta phải trau dồi các đức tính nhân bản và trưởng thành khi tô giáo có như vậy chúng ta mới có thể tiến bước trên đường dấn thân phục vụ đoàn văn trên đây suy tư theo phương pháp quan sát lũy tiến là suy tư một vấn đề từ thấp đến cao thứ tự là từ thể chất lên đến tinh thần và cuối cùng là đạo đức. Một ví dụ nữa, chúng ta có chủ đề là cần thiết của lao động. Ý chính, lao động cần thiết cho muôn loài. Các ý phụ, các loài thảo mộc từ hoa cỏ đến cây cối phải làm việc không ngừng để đâm chồi nảy lọc, đơm bông kết trái. Các loài vật từ con ong, con kiến cho đến chim muông cầm thú cũng phải khó nhọc mới kiếm được miếng mồi để sinh sống. Phương chi con người càng phải làm việc mới có thực phẩm để ăn và vật dụng để dùng. Đoạn văn trên đây suy tư theo phương pháp quan sát lũy tiến. Là suy tư một vấn đề từ thấp đến cao. Thứ tự là từ loài thảo mộc đến loài vật và cuối cùng là loài người các bạn thân mến chúng ta vừa tìm hiểu về các phương pháp suy tư gồm có suy tư quan sát nhân quả suy tư quan sát bành trướng và suy tư quan sát lũy tiến sau đây chúng ta bước sang phần thực trong phần thực hành hôm nay chúng ta sẽ phân tích các đoạn văn sau. Đoạn văn thứ nhất có chủ đề là Tiên học lễ, hậu học văn. Ý chính, lễ nghĩa là bài học đầu tiên và phải thực thi suốt cả cuộc đời mới mong sống trọn chữ nhân. Các ý phụ, lễ nghĩa là một trong những đức tính căn bản làm nên giá trị của con người ta gọi là nhân bản con cái lễ độ với cha mẹ thì gia đình êm ấm hạnh phúc học trò lễ phép với thầy cô thì trường học là nơi rèn đức luyện tài con người có lễ nghĩa với nhau sẽ tạo nên một xã hội có văn hóa nhà không có lễ nhà dễ thành nơi bạo hành Trường không có lễ sinh ra bạo lực. Xã hội không có lễ sinh ra bạo loạn chiến tranh. Tiểu kết. Vì thế, lễ nghĩa phải là đức tính hàng đầu của con người. Tiên học lễ, hậu học văn. Đoạn văn trên đây suy tư theo phương pháp quan sát bành trướng là suy tư đi từ phạm vi hẹp sang phạm vi rộng từ gia đình sang trường học và xã hội. Đoạn thứ hai có chủ đề sống là trao ban. Ý chính có câu nói rằng không ai là một hòn đảo. Ý phụ. Vì thế, mỗi cá nhân phải biết cộng tác, chia sẻ, cảm thông với người khác trong gia đình ông bà cha mẹ con cháu phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau ngoài xã hội mọi người phải biết sống trong tương thân tương ái lá lành đùm lá rách tiểu kết đó là cách đối nhân xử thế của con người có nhân cách trưởng thành đoạn văn trên đây suy tư theo phương pháp quan sát bành trướng là suy tư đi từ phạm vi hẹp sang phạm vi rộng, từ cá nhân sang gia đình và xã hội. Chúng ta có đoạn thứ ba, chủ đề là lòng biết ơn. Ý chính, uống nước nhớ nguồn. Các ý phụ. Cây hoa hướng dương luôn quay về phía mặt trời để cảm ơn vì đã nhận được những tia nắng ấm khiến nó trổ bông. Con chó luôn vẫy đuôi mừng rỡ khi chủ của nó cho ăn, cho uống. Con người cũng biết cảm ơn những người đã thi ân cho mình bằng lời cảm ơn và thái độ biết ơn. Tiểu kết Thật vậy, cảm ơn là bày tỏ tấm lòng biết ơn của muôn loài muôn vật khi đón nhận các ân huệ. Đoạn văn trên đây suy tư theo phương pháp quan sát lũy tiến. Là suy tư một vấn đề từ thấp đến cao. Thứ tự là từ thực vật, hoa, hứng dương, loài vật, con chó và loài người. Chúng ta tìm hiểu đoạn thứ tư. Thầy của các thầy. Nguyên nhân người thầy rất quan trọng trong đời sống người ứng sinh linh mục hiện trạng bằng tấm lòng nhiệt huyết người thầy đã nuôi dưỡng người ứng sinh lớn lên trong ơn gọi có những người thầy đã dành cả cuộc đời bên những trang giáo án cho dẫu tóc có bạc và mắt đã mờ dần theo năm tháng có những người thầy không để trò tìm đến nhưng lại tự nguyện vượt qua mưa nắng để trao cho học trò những món quà tri thức. Và có những người thầy vẫn dõi theo từng bước chân của học trò, mong sao có ngày những bước chân ấy nở hoa trên cánh đồng truyền giáo. Thật vậy, chính nhờ những người thầy biết quảng đại hy sinh cho giáo hội nên ơn gọi dâng hiến mới khởi sắc rạng ngời đoạn văn trên đây suy tư theo phương pháp quan sát nhân quả và đoạn thứ năm có chủ đề là viên ngọc của giáo hội giới luật yêu thương chính là báu vật của giáo hội công giáo lòng yêu thương ấy không chỉ dừng lại nơi những người thân cận nhưng vươn đến cả kẻ thù nếu trong gia đình ai cũng yêu thương nhau Thì gia đình ấy sẽ trở nên gia đình thánh Nếu giáo hội có nhiều gia đình biết yêu thương Thì xã hội có nhiều người được cảm hóa Theo tinh thần khi tô giáo Như vậy đâu có tình yêu thương Ở đấy có Đức Chúa Trời Đâu có Đức Chúa Trời ở đó chính là thiên đàng Đoạn văn trên đây Vừa suy tư theo phương pháp quan sát nhân quả Vừa suy tư theo phương pháp quan sát bành trướng Đoạn văn thứ 6 có chủ đề văn chương và giảng thuyết Môn Việt văn rất cần thiết đối với người linh mục tương lai Với người linh mục, một bài giảng hay cũng là một bài văn hay những lời giảng sinh động hùng hồn có sức thuyết phục sẽ dễ đi vào lòng người và gây tác động mạnh mẽ đối với người nghe bởi lẽ văn dĩ tải đạo nghĩa là văn chương truyền tải tinh thần đạo đức nó có sức cảm hóa người khác nên hoàn thiện hơn chính lời giảng có sức thuyết phục đã làm cho khoảng cách giữa đôi tai và đôi bàn tay đến gần nhau hơn như vậy nhờ việc vận dụng khả năng văn chương vào bài giảng linh mục sẽ thổi những làn gió mát của lời chúa vào những tâm hồn đang khô khan nắng hạn đoạn văn trên đây vừa suy tư theo quan sát nhân quả các bạn thân mến trước khi tạm biệt tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện vui có tựa đề là có vợ mà còn có mèo ngày xưa các vị cố tây người pháp qua việt nam để truyền đạo vì tiếng việt của các ngài không được thông thạo nên nhiều khi gây hiểu lầm có khi ra những chuyện cười trào nước mắt chẳng hạn có một anh chàng thanh niên khi vào xưng tội với vị cố tây anh ta xưng rằng thưa cha con đã có một vợ và hai đứa con con rất thương vợ và các con lắm nhưng mà con có một tội rất lớn cố tây an ủi chúa nhân từ vô cùng con cứ việc xưng tội chúa sẽ tha chàng thanh niên mạnh dạn thưa cha, con đã có vợ mà còn có mèo nữa. Cha cố giải thích, có mèo đâu có sao con, cha cũng nuôi mèo mà. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về phương pháp suy tư nhờ quan sát. Tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp suy tư do liên tưởng. Mến chào, tạm biệt các bạn.